Trở lại cùng với quý khán giả trong chương trình tin tức tiếp theo đây là phần tin thế giới. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Tenley Yến, số điện thoại 714 418 9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Tin từ Nam Hàn Nhộn nhịp lễ hội câu cá trên dòng sông băng nổi tiếng, sau 2 năm gián đoạn vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lễ hội mùa đông thường niên mang tên Sanjeoneo Haejon của Nam Hàn đã chính thức trở lại từ ngày 7 tới tháng 1 năm 2023 tại thị trấn miền núi Haejon gần biên giới Liên Hàn cách thủ đô Hán Thành khoảng 120 km về phía đông bắc lễ hội nổi tiếng thế giới với điểm nhấn là hoạt động bắt Sancheonio, một loài cá hồi núi chỉ sống trong vùng nước ngọt rất sạch thu hút hàng ngàn du khách. Người tham gia thể hiện câu cá bằng tay qua những lỗ khoét trên mặt của một con sông đóng băng rộng lớn hoặc là tham gia trượt tuyết và trượt băng, chơi bóng đá và các hoạt động thú vị khác. Ban tổ chức cũng đã thả 171 tấn cá San Gionio, xuống dòng sông đóng băng có diện tích là 61.054 m2 để phục vụ cho lễ hội năm nay. Khách tham quan cũng sẽ có cơ hội nếm thử cá hồi Sanciono Inio nướng tại khu vực nấu ăn gần đó. Ban tổ chức cũng bố trí các khu vực câu cá, nghỉ ngơi và nấu ăn chỉ dành cho người nước ngoài và một phòng cầu nguyện cho người hồi giáo. Đặc biệt, công tác bảo đảm an toàn cho du khách trong nước và nước ngoài cũng như là các quy định phòng chống lây lan Covid-19 cũng được chú trọng. Hàng ngày thì các thợ lặn sẽ đi kiểm tra tình trạng đóng băng của dòng sông nơi diễn ra lễ hội như là độ dày của băng để phục vụ cho việc quyết định số lượng người tham gia câu cá và các hoạt động vui chơi ở trên băng. Được tổ chức thường niên tính từ năm 2003, lễ hội câu cá trên băng này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Nam Hàn chọn là một lễ hội hay nhất của quốc gia. Trong năm 2010, lễ hội này thu hút hơn 1 triệu du khách trong suốt 13 năm liên tiếp, tính từ năm 2006 đến 2019. Lễ hội của năm 2020 không diễn ra trọn vẹn vì thời tiết nắng nóng trái mùa, trong khi các kỳ lễ hội của năm 2021 và 2022 đã bị hủy bỏ vì đại dịch của COVID-19. Sau có bản tin khoa học cho biết là một người máy hai chân có thể tự giữ thăng bằng. Nhóm một nhà khoa học tại Viện Logistics và dòng vật liệu Fraunhofer của nước Đức đã phát triển ra một nguyên mẫu người máy vận chuyển đồ đạc mang tên là EvoBot chạy bằng bánh xe và có khả năng tự giữ thăng bằng, cầm nắm và vận chuyển đồ đạc. New Atlas đưa tin cho biết là người máy EvoBot đứng thẳng nhờ vào sử dụng nguyên lý con lắc ngược di động, nghĩa là phần dưới của robot liên tục di chuyển qua lại để giữ cho trọng lượng của phần trên ở chính giữa. EvoBot có hai chân gắn bánh xe và hai cánh tay với những miếng đệm hình tròn ở hai đầu để có thể kẹp đồ vật. Những miếng kẹp có thể được thay thế bằng loại khác khi robot không vận chuyển đồ vật thì cánh tay của nó sẽ gập xuống dọc theo chân. Khi đó thì robot có thể nghiêng về phía trước và chạy với tốc độ lên tới 10 m cho mỗi một giây. Camera quang học kép cùng với là những hệ thống lập bản đồ và cảm biến cho phép người máy tự điều hướng trong các môi trường như là nhà kho, đồng thời tránh được chướng ngại vật, có thể trèo lên dốc, đi qua những gờ nổi và địa hình không cân bằng. Nếu cần thì robot cũng có thể tự giảm chiều cao bằng cách mở rộng tay chân và nằm xuống theo phương ngang. Trong tư thế này thì các bánh xe có động cơ nằm ở phía sau và các bánh xe phụ gắn ở hai tay nằm ở phía trước. Khi tiếp cận với đồ vật cần vận chuyển thì EvoBot đặt hai tay ở hai bên rồi ép dần các bằng tay vào bên trong cho đến khi tạo đủ lực để nâng được vật đó lên. Người máy có thể mang đồ vật tới nhà kho hoặc bất cứ một nơi nào khác và thả nó xuống đến khi đến đích. Ngoài ra thì robot cũng có thể tóm những vật dụng có bánh xe nhưng không thể tự di chuyển, ví dụ như xe đẩy, sau đó đẩy hoặc là kéo chúng tới địa điểm mong muốn. Evobot dự kiến sẽ đóng vai trò là một nền tảng thử nghiệm cho những công nghệ robot tự thăng bằng mới. Tuy nhiên, người máy này cũng có thể được sản xuất thương mại như là một sản phẩm riêng biệt. Kế tiếp là phần tin giải trí cho biết là một cô gái có gương mặt và giọng nói giống như là danh ca Taylor Swift. Đó là cô Ashley Lynchin, 29 tuổi đã từng bị chửi bới và đe dọa vì cô này có một gương mặt và giọng nói được ví von là giống như là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng Taylor Swift. Người phụ nữ hai con đã nhận được nhiều sự chú ý khi cô này tham dự một sự kiện trên đường phố của New York mà nhiều đồn đoán cho rằng có sự xuất hiện của ngôi sao nhạc pop Taylor Swift. Trong lúc xếp hàng thì nhiều người đã bắt đầu nghi ngờ và cho rằng Ashley chính là Taylor Swift. Mặc dù cô gái 29 tuổi này ra sức giải thích bản thân cô chỉ là một người hâm mộ. Có một tham thanh niên có vẻ như là đang khóc tiến lại gần cô và cô nói, "Cậu ấy run rẩy, khóc lóc và bắt đầu nói, "Ôi Chúa ơi, Taylor, tôi yêu bạn rất nhiều, tôi yêu bạn." Đây không phải là lần đầu tiên mà cô Ashley bị nhận nhầm vì có ngoại hình giống như là người nổi tiếng. Nhiều bạn bè từ thời trung học cũng nhận xét cô rất giống ca sĩ Taylor Swift, khi đó chỉ là một ca sĩ mới nổi. Cô Ashley nói rằng chúng tôi có kiểu tóc và ngoại hình giống nhau. Tôi cũng bắt đầu nghe nhạc của Taylor Swift từ năm 2006. Dù biết là sự so sánh chỉ là một trò đùa, nhưng chúng khiến cho tôi rất vui. Kể từ khi được biết đến là một bản sao của Taylor, thì cô Ashley chưa có một cơ hội gặp thần tượng ngoài đời. Nhưng hồi tháng 9 của năm 2022, video của cô đã nhận được nhiều sự quan tâm khi Taylor đã để lại một lời bình luận. Nữ ca sĩ viết rằng mẹ tôi vừa xem video của bạn và nói rằng chúng ta thật là giống nhau. Ngoài những người yêu quý, thì không ít những người nghi ngờ là Ashley đang cố gắng bắt chước Taylor để được nổi tiếng. Điều này khiến cho cô bị cộng đồng mạng chửi bới liên tục và bị nói là hãy ngừng bắt trước một người bạn chưa từng gặp. Thậm chí hai con gái là 8 và 7 tuổi cũng đã tỏ ra thất vọng khi biết mẹ của mình trở thành một bản sao của người khác, sở hữu ngoại hình giống như là người nổi tiếng, nhưng bà mẹ hai con nói rằng Cô không lợi dụng điều này để kiếm tiền, cho dù rất nhiều lời đề nghị hợp tác, cô Ashley nói tôi đã không nhận bất kỳ một hợp đồng biểu diễn nào vì biết đơn vị tổ chức chỉ muốn mình đeo kính áp tròng màu xanh lam và đóng khung với một hình ảnh, tôi đã từ chối làm điều đó vì muốn bản thân và gia đình có một cuộc sống bình yên và vui vẻ. Sau có bản tin cho biết là nam tài tử Jeremy Renner đã đón sinh nhật tuổi 52 trong bệnh viện. Thông tấn xã CNN đưa tin cho biết nam tài tử Jeremy Renner đã đăng tải một bức ảnh chụp cùng với đội ngũ chăm sóc y tế trên trang Instagram và viết rằng cảm ơn phòng ICU vì đã tổ chức bữa tiệc này. Ảnh chụp cho thấy nam diễn viên đang nằm trên giường bệnh, cắm ống thở, gương mặt vẫn còn sưng, xung quanh là hơn 10 người khác. Anh còn đăng tải một video người hâm mộ nhảy múa chúc mừng. Anh cảm ơn họ vì tình yêu gửi đến trong ngày sinh nhật. Một số đồng nghiệp đã gửi lời động viên Renner qua mạng xã hội. Nam diễn viên hiện nay đang trong quá trình hồi phục sau tai nạn bị xe ủi tuyết đè lên vào ngày đầu năm mới gần nhà ở tiểu bang Nevada. Anh đã trải qua hai cuộc phẫu thuật ngực và chân. Jeremy Jenner đã được mẹ và chị gái chăm sóc trong thời gian hồi sức. Trong ngày 5 tháng 1 vừa qua, anh đã đăng một video thích thú khi được người thân massage đầu, thu hút tới 18 triệu lượt người xem. Trên giường bệnh thì Renner cập nhật tình hình sức khỏe cho mọi người. Anh đã viết trên trang Instagram rằng Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của mọi người. Tôi đang dối bời và chẳng biết viết gì. Tôi yêu tất cả các bạn. Trong một thông cáo báo chí thì cảnh sát địa phương cho biết vào ngày 1 tháng 1, nam diễn viên đang dọn tuyết để lấy một chiếc xe của gia đình bị mắc kẹt. Sau khi lấy được xe thì anh đứng nói chuyện với người nhà. Lúc này thì chiếc máy ủi tuyết đã bất ngờ lanh lăn bắn Jeremy cố gắng tìm cách trở lại ghế lái nhưng không được và anh đã bị cán qua người vì thời tiết mùa đông khắc nghiệt và đường cao tốc bị đóng cửa. Một chiếc trực thăng đã được sử dụng để chở Renner đến bệnh viện. Jeremy Renner sinh năm 1971 ở California và được biết đến với vai Clint Barton với biệt danh là Hockey. Siêu anh hùng có tài bắn tên trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Ngoài ra thì anh cũng đóng vai William Brand trong loạt phim mission impossible nghệ sĩ này đã hai lần được đề cử giải oscar với các bộ phim the hurt locker và the town Nam diễn viên sắp trở lại màn ảnh nhỏ trong mùa thứ hai của series Mayor of Kingtown sẽ được phát sóng trên đài CBS trong tháng 1. Nam tài tử ly hôn với người mẫu Sony Pacheco cuối tháng 12 năm 2014, sau hơn 10 tháng là vợ chồng. Năm 2015, hai người đạt được một thỏa thuận ly dị và thống nhất chia đều thời gian để nuôi con. Nam diễn viên phải chu cấp cho vợ cũ 50.000 Mỹ Kim cho mỗi một tháng. Tiếp nối là phần tin điện ảnh nói về một bộ phim kinh dị búp bê ma ám M3 Gun được yêu thích nhất trên mạng xã hội. Theo thông tin trên trang TMZ, bộ phim M3 Gun đã trở thành một búp bê sát thủ được yêu thích nhất trên mạng xã hội, vượt qua cả Chucky. Bộ phim kinh dị mới ra rạp đã gây ấn tượng với các khán giả trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z, các bức ảnh meme mê mê video hay là trailer của bộ phim hiện nay thống trị trên các trang mạng xã hội. Theo Variety, bộ phim được dự đoán là sẽ kiếm được từ 17 đến 20 triệu Mỹ Kim tại 3.400 dạp trong dịp chiếu cuối tuần. Đây là một khởi đầu tuyệt vời cho bộ phim có kinh phí sản xuất chỉ có 12 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, các ước tính phòng vé mới đây cho biết là Megan sẽ thu về ít nhất là 27 triệu Mỹ Kim. Đây là một con số đáng vui mừng, đặc biệt là khi mà phim Avatar phần 2 vẫn ăn nên làm ra kể từ khi phát hành vào tháng 12. Cho đến nay, thì bộ phim kinh dị này đã thu về 11.7 triệu mỹ kim. Bộ phim được đánh giá cà chua tươi trên trang phê bình Rotten Tomato với 94% từ các nhà phê bình và 79% từ khán giả. Tựa đề của phim là chữ viết tắt của Model 3 Generative Android M3 Gun do Gerald Johnstone đạo diễn và có sự tham gia của Alison William và Violet McGraw phim kể về một nhà sản xuất tạo ra một người bạn với trí tuệ thông minh cho trẻ em người này thử nghiệm một con búp bê với cháu gái của mình mà không nhận ra là nó đã bắt đầu phát triển trí tuệ của riêng mình cuối cùng thì búp bê đã nổi cơn thịnh nộ và đã có thể kiểm soát được cô gái mặc dù có nội dung khá quen thuộc nhưng bộ phim đang thịnh hành và đã giành được sự yêu thích từ người xem theo collider ngay từ khi trailer được phát hành bộ phim này đã bị so sánh với bộ phim chucky và cả annabella một cuộc chiến hài hước trên trang twitter đã xảy ra khi trang chính thức của phim kinh dị megan và chucky liên tục đăng tải những dòng trạng thái công kích lẫn nhau thậm chí khi bộ phim ra mắt thì nhà sản xuất chucky là ông don mancini đã chào đón thành viên mới nhất đến với gia đình búp bê sát thủ